một thằng thôi đi cô tí ta đừng ở đừng yên chỗ đấy đừng đi mua hết nữa. Có khỏe. Bây giờ mà tao bây giờ tao đi một vòng mới đủ 16 phút luôn toàn cô bé 16 phút giữ thời gian luôn á, chứ không phải là đủ nữa. Ta nhột lại đó. Ta à, ta bỏ lại cái số miếng đó mới được. Tao tự mày xong rồi tao tự mày thêm lên được rồi. 6 phút luôn. Chắc là không phải. Tao ra ngoài rồi á. Cháu khỏi, tao còn nọ nữa. Còn tung nữa, đây tung nữa.
Aduh, mana đau lắm. Tôi thì tôi không lùm mạo, nhưng lượng tâm trạng lúc. Đạp, đạp đi, đạp cái ta trong chuyện này. Đạp cái ta này chứ. Luộc mãi luôn ý. Chị tình mua là thế. À được rồi.
ui. Ờ đúng mấy sướng con chỉ đã bay anh ơi đúng mấy kia. Ờ đúng mấy sướng đi, đúng mấy sướng. Anh ơi sẽ buộc. Chào các bạn, mình kéo tờ đi hai vòng, đi vòng là đủ đủ thời gian rồi nó tờ nữa tận lưng thôi. Cái luôn thằng luôn mà thuê video này là chuyện mẹ tụi bay luôn không mà 12 phút một đứa con về đi tờ hai lần hai ba lần mẹ tụi bay thánh nè. Đôi thì hẳn đôi hai người con cả nữa đúng không đập mặt đập nến luôn. Như thế con kéo đó hai người đừng câu cả đuôi đập thẳng luôn. Ôi quên quên máy chơi tờ mà quên bấm. Ngu bấy. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tới với channel